Nè, ép lưng bao da điện thoại ở đây là một cái khu, nó hình thành một cái khu chuyên biệt luôn á anh chị. Nếu mà anh chị cập nhật cái con đường này những cái tháng về trước thì sẽ biết. Nhưng mà hôm nay em thấy vắng một cách kỳ lạ luôn. Bên mé tay trái của em ở đây là chợ Hòa Hưng anh chị. Chợ Hòa Hưng thì một số cô bác anh chị cũng có nhắn em ghé về đó chia sẻ lại. Phía trước chợ Hòa Hưng thì có một số khu sung sướng thuộc cư xá Bắc Hải đây anh chị. Quán cà phê, quá trời quán cà phê mà trang trí màu sắc thấy ghê không? Đây, những cái quán cà phê Đà Lạt phố này. Rồi. Đó, bún bò. Rất là nhiều dịch vụ ăn uống vui chơi ở đây. Dạ, em xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì em đang đứng trên con đường Tô Hiến Thành. Theo hướng này thì anh chị sẽ đi thẳng ra con đường Lê Văn Duyệt, Cách mạng tháng 8. Và hiện tại bây giờ Sài Gòn mình là 6 giờ kém rồi anh chị. Và hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9 năm 2020. Ở bên mé tay trái của em ở đây là nhà thờ Hòa Hưng anh chị. Hôm nay là ngày Chủ nhật cho nên là bây giờ đang diễn ra thánh lễ đó. Bà con mình đang đi lễ này. Ngôi Thánh Đường cũng là một cái nơi mà cô bác anh chị sẽ có nhiều cái kỷ niệm về những cái thời ở đây, sinh sống ở đây, đã từng lui tới cầu nguyện. Đi lên phía trước một chút xíu anh chị, bên mé tay trái chúng ta có ngôi chợ Chí Hòa. Và ra đường Cách mạng tháng 8 Lê Văn Duyệt thì chúng ta lại có thêm một ngôi chợ Hòa Hưng. Và trong cái camera anh chị nhìn thấy là xa xa mây đen mù mịt đó, khu vực Bình Thạnh, Gò Vấp. Chiều nay mây đen mù mịt bao phủ nhưng mà mưa thì nhỏ thôi. Em cũng mới ở trên đó xuống. Chiều hôm nay có mặt ở đây, em xin mời quý cô bác anh chị cùng với em chúng ta đi lang thang theo hướng Tô Hiến Thành này. Chúng ta đi Lê Văn Duyệt ha, và quẹo lên hướng công viên Lê Thị Riêng, khu vực có những gian hàng buôn bán thời trang, bao da, ốp lưng điện thoại. Chúng ta cập nhật tình hình khu vực trên đó cũng như đưa cô bác anh chị đi tham quan du lịch một vòng Sài Gòn mình trong các clip ngắn này. Trước khi đi thì cũng không quên chúc cô bác anh chị và các bạn thật là bình an, hạnh phúc. Rồi, bây giờ em xin mời cô bác anh chị cùng em lang thang bằng xe máy nha. Bây giờ thì trời hơi tối rồi. Với lại là chúng ta sẽ ghé về khu vực cư xá Bắc Hải một chút xíu. Cập nhật cái hình ảnh và đi dạo trong khu vực cư xá Bắc Hải. Rồi, xin mời quý cô bác anh chị cùng với em lang thang. Con đường Tô Hiến Thành này buổi tối nhộn nhịp anh chị, và nhiều cái hàng quán ăn uống ở đây lắm. Nó được mệnh danh là một cái khu phố ăn uống của quận 11, 10, quận 10 và quận 11, bởi vì là nó gần ngay khu vực đường Sư Vận Hạnh anh chị, cho nên là Sư Vận Hạnh ngày hôm nay đó là một cái phố sung sướng của Sài Gòn mình đó. Xin lỗi anh chị là nó thuộc quận 10 thôi nha, như ở đây không có quận 11 đâu. Bên mé tay trái của em ở đây là ngôi chợ Chí Hòa, mà ngày hôm nay nó vẫn còn đây anh chị, chợ Chí Hòa. Và sát bên chợ Chí Hòa thì nó có chợ Hòa Hưng ha. Em cũng không hiểu tại sao ở đây ngày xưa nó có tới hai cái ngôi chợ sát nhau anh chị. Con đường ở Lê Văn Duyệt phía trước đây anh chị quẹo bên tay phải thì chúng ta sẽ đi công trường Dân Chủ và đi về cả sáu Phụ Động. Còn bên tay trái đây chúng ta sẽ đi Bảy Hiền và ngã ba Ông Tả anh chị nhé. Rồi bây giờ em sẽ quẹo bên tay trái trong cái buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng ta đi cập nhật tình hình, đi dạo phố cùng với em. Gần đây thì chúng ta cũng biết tới khu vực trại giam Chí Hòa, gọi là khám Chí Hòa đó, trên con đường Hòa Hưng, mà thường em cũng hay chia sẻ cho anh chị một số cái hình ảnh về khu vực khám Chí Hòa rồi. Bên mé tay trái của em ở đây là chợ Hòa Hưng anh chị. Chợ Hòa Hưng thì một số cô bác anh chị cũng có nhắn em ghé về đó chia sẻ lại.
phía trước chợ Hòa Hưng thì có một số quán ăn như là quán ốc nè, rồi miếng gà, bún gà, cháo vịt. Đó, phía trước thì còn có bán rất là nhiều trái cây, những cái gian hàng đèn sáng sáng đó anh chị, trái cây. Rồi, một trong những cái ngôi chợ mà cô bác anh chị chắc chắn là cũng nhiều kỷ niệm. Rồi bây giờ em tiếp tục rẽ bên tay phải để đi về khu vực cư xá Bắc Hải. Đối với sát bên khu chợ Hòa Hưng này thì anh chị chúng ta còn nhớ về khu vực cống Bà Xếp. Tới cái ngã ba phía trước đây thì có một con đường Trần Văn Đan quẹo bên tay phải, thì chúng ta đi ra kênh Nhiêu Lộc thì chúng ta cùng đi vào những cái con hẻm hiểm trở của cống Bà Xếp. Bây giờ bắt đầu phố lên đèn cũng như là bán buôn bắt đầu nhộn nhịp cho cái ngày cuối tuần. Đây, ngã ba Trần Văn Đan đi vào cống Bà Xếp hoặc là rẽ ra kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Ngày hôm nay cái bờ kênh Nhiêu Lộc nó đẹp mà chắc là buổi tối cũng nhộn nhịp lắm. Hôm nào có dịp thì em lại đi cập nhật vào ban đêm chia sẻ cho anh chị. Xe chạy ngược chiều đá đèn quá mạnh. Lé con mắt mình không có biết đường nào mà chạy hết. Đây cũng được mệnh danh là một cái khu phố thời trang ở khu vực quận 10 anh chị. Trên đường Lê Văn Duyệt bán cũng rất là nhiều cái phụ kiện điện thoại là một nè. Rồi bóp, da, rồi túi, ví, rồi quần áo, váy, đầm cũng rất là nhiều lắm. Càng đi dần về hướng Mỹ Hiền, anh chị càng thấy những cái hình ảnh bán buôn ở hai bên đường, những cái tiệm giày đây. Ngày hôm nay xả kho dép xịn là 100.000, 150.000, kích cầu anh chị. Đây, những cái tiệm thời trang. Và anh chị cũng biết là cái khu vực này bán ốp lưng điện thoại rất là nhiều, bao da ốp lưng. Thường thì em hay tới đây mua những cái điện thoại mới mà vừa mới mua trong hãng ra đó, thì ra đây kiếm ốp lưng điện thoại. Những cái cửa hàng thời trang ở đây cũng dày đặc, sát sát nhau. Và người ta ngày hôm nay buôn bán chậm lắm, thành ra là anh chị thấy trên vỉa hè không có bao nhiêu xe hết. Rồi cũng như là xả kho này, xả hết 49.000 này. Ngày hôm nay người ta bán buôn ghê lắm. Với nhiều cái khuyến mại hấp dẫn lắm. Thu hút giới trẻ Sài Gòn đi mua sắm chứ. Cái tình hình buôn bán ế ẩm như vậy mà không có những cái chính sách kích cầu thì bán hàng không được anh chị. Tại vì ngày hôm nay đối với các bạn trẻ Sài Gòn cũng là một năm rất là buồn, eo hẹp về tài chính. Đi làm thì cắt lương, giảm ngày, làm online. Cũng phải chia sẻ với các doanh nghiệp thôi anh chị. Bây giờ tình hình chung nó là như vậy. Đây, phía trước công viên Lê Thị Riêng, nghĩa trang Đô Thành năm xưa. Chiều tối bắt đầu là có những nhiều cái hoạt động lắm, ăn uống vui chơi. Tí xíu nữa em sẽ quay ngược lại, em sẽ quay ngược lại và chia sẻ cho anh chị phía trước nghĩa trang Đô Thành năm xưa. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng lên cái hướng phố thời trang, bán buôn, ăn uống, đi dạo phố vào ban đêm. Sài Gòn mình bây giờ cũng trở lại như bình thường rồi anh chị, không có còn những cái cách ly hay này nọ nữa. Đó, bắt đầu lên đây anh chị thấy là nhạc sập sình, bà con nheo nhóc ốp lưng tai nghe điện thoại đó. Và những gọi là những cái hành động chèo kéo khách rất là nhiều. Ngày xưa ở đây nhiều lắm đó anh chị. Bây giờ vắng bớt rồi nha. Phía trên kia mới nhiều. Không biết là tình hình mấy hôm nay ở đây như thế nào, lâu rồi em cũng không có cập nhật khu này về ban đêm. Những cái quán ăn họ bắt đầu mở cửa hoạt động này. Tối nay thì cuối tuần rồi cũng không có mưa nhiều lắm anh chị. Cho nên là các bạn trẻ ở Sài Gòn mình đi chơi được rất là thoải mái.
đồng giá 55.000, spa này, thời trang ở đây hôm nay vắng nhiều rồi anh chị, vắng nhiều. Đó. Ngày xưa á, là các cái tiệm bán ốp lưng bao da điện thoại á, đông lắm, nhiều lắm anh chị. Trời, hôm nay nó vắng. Nè, ốp lưng bao da điện thoại ở đây là một cái khu, nó hình thành một cái khu chuyên biệt luôn á anh chị. Đó. Nếu mà anh chị cập nhật cái con đường này những cái tháng về trước thì sẽ biết. Nhưng mà hôm nay em thấy vắng một cách kỳ lạ luôn. Trời ơi. Không còn nhiều cái xe đi bán ốp lưng bao da sạc dự phòng đâu hết trơn rồi. Rồi. Giày dép, còn một số quán giày dép. Ồ. Như vậy là trong cái đợt dịch vừa rồi rơi rụng hết rồi anh chị, không còn bao nhiêu tiệm nữa. Ồ, xả hết 49.000. 49.000 đem đồ ra ngoài luôn. Đó anh chị thấy không? Ồ. Em hơi bị ngạc nhiên luôn nha. Khu vực này được mệnh danh là một cái khu phố ốp lưng á. Lê Văn Duyệt Cách Mạng tháng 8, hôm nay coi như là không thấy. Chỉ có 1-2 tiệm thôi anh chị. Trời ơi. Nó vắng thôi rồi. Ở đây là ngã ba ông tạ rồi. Đâu còn nữa. Nó đưa cô bác anh chị đi để xem tình hình ở đây. Hôm nay đi thì mới biết được cái khu này bây giờ nó vắng quá. Cũng mới vừa mưa nữa nè, cho nên là bà con mình chắc là nghỉ hết rồi. Không biết sao. Đây khu vực ngã ba ông tạ, đường Thoại Ngọc Hầu, Phạm Văn Hai đây. Anh chị quẹo phải là chúng ta ra kênh Diêu Lộc. Rồi đi về khu vực Võ Tánh, Hoàng Văn Thụ. Hoặc là đi ngang một cái cư xá, đó là cư xá Kiến Thiết. Gần gần đó thôi. À, trời ơi, ghê quá, trên này thì bây giờ nó te tua tơi tạ rồi, giải phóng mặt bằng để giao tuyến metro đó anh chị, đây nè. Đây nè, đó, nhà dân người ta thuộc ra thuộc vô hết nè. Rồi hôm nào đi cập nhật cái tình hình tuyến metro ở đây. Đây, nhà đập bỏ nè, dời vô nè. Đó. Ừ. Giờ hôm nay đi mới thấy. Thôi, hôm nay không cập nhật mấy cái hình ảnh đập bỏ nhà cửa này. Bên kia đối diện là 2-3 căn nhà đập bỏ đó anh chị. Rồi. Nguyên một cái dãy này, đều hiu phố xá. Đối diện bên kia là trường Tân Bình anh chị. Trường Tân Bình đó. Nè, trường Tân Bình nè. Ngày hôm nay cũng dời vô trong một chút xíu nữa. Rồi anh chị thấy là ngày hôm nay các bạn học sinh là khai giảng rồi đó. Xin lỗi anh chị, không phải dời vô trong đâu nha. Trường nó vẫn như vậy thôi. Em nhìn nhầm. Mấy ngày nay là khai giảng rồi anh chị. Giờ em đi ngược xuống lại cái đoạn phố thời trang ngay Cách Mạng tháng 8 này, để cập nhật một tí hình ảnh cho anh chị xem. Đi đâu hết mấy cái tiệm bán ốp lưng điện thoại. Rồi chạy ngược chiều mà chạy hiên ngang quá. Khu vực ngã ba ông tạ đây anh chị. Ở đây có bán đèn Trung Thu nè. Đó, và thấy Trung Thu rồi ha. Đủ tất cả các loại đèn luôn. Đèn nhựa, rồi đèn giấy, rồi đèn cây tre. Hôm nào sẽ quay về phố Lương Dự Học đi bộ, cập nhật cho anh chị cái hình ảnh về cái phố lồng đèn. Hôm nay thì mình đi tham quan con đường Cách Mạng tháng 8 Lê Văn Duyệt cái đoạn này. Đó, ốp lưng điện thoại đó anh chị. Thường ở đây nó là một cái khu phố chuyên ốp lưng điện thoại luôn. Mà hôm nay em đi em thấy có 1-2 quán mở à. Trời ơi. Còn lại những cái tiệm thời trang này thì hồi xưa đến giờ rồi. Người ta cũng bán buôn. Đó, quần áo. Ngày hôm nay thì xả kho giảm giá nhiều lắm. Cũng kích cầu.
trong cái tình hình buôn bán khó khăn này mà anh chị. Đây là có đường Bành Văn Trân nè, chúng ta đi vào cái khu xóm đạo Lộc Hưng. Ở đây có khu xóm đạo Lộc Hưng. À, bây giờ em sẽ lang thang tới nghĩa trang Đô Thành nha. Đó, những cái hình ảnh bán buôn của bà con Sài Gòn mình trong cái mùa ế ẩm này. Phải nói là cái khu phố ấp lưng phố thời trang ngay Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng 8 này ngày hôm nay nó thê thảm quá anh chị. Trời đang mưa mưa này nữa, coi như là bà con mình bán luôn không có được cái gì hết. À, một số sạp bán quần áo họ cũng đem ra ngoài đường, nhưng mà cũng lo lắm, lo mưa đó. À, ở đây mà mưa một cái là kéo chạy không kịp đó anh chị. Người ta sử dụng những cái bạt to lắm bằng ni lông á, nè anh chị cũng có thể thấy được. À, những cái bạt này giày dép 50.000, những cái bạt như vậy nè anh chị thấy không? Đó, người ta trùm lại. Mưa một cái là trùm lại chứ còn kéo chạy không kịp. Bún bò, bún rêu, giày dép nè. Vali 300.000. Ngày hôm nay du lịch thất thu rồi, vali, ba lô bán cũng không có bán được. Ở đây chúng ta có con đường ở Trấn Hưng, khu xóm đảo đó anh chị. Vào trong này mùa Noel á, đẹp lắm. Coi như là rất là nhiều nhà thờ, mà nhà thờ nào cũng giăng đèn kín lối. Đây là con đường Bắc Hải đây anh chị. Ngày xưa có một cái hàng điệp cây cao bóng mát, đẹp lắm. À, em sẽ ghé trước công viên Lê Thị Riêng trước nha. À, khu vực nghĩa trang Đô Thành năm xưa. Để xem cái tình hình ở đây nó như thế nào. Ở đây cũng giải phóng mặt bằng được một góc công viên đó. Không biết ngày hôm nay họ xây dựng cái gì ở đây rồi. Người ta đang rào chắn lại nè. Đây là những cái xe bán đồ ăn vặt ở phía trước công viên đó anh chị. Cái xe bán đồ ăn vặt trước công viên đây. Các bạn trẻ mà ghé về đây chơi khoái lắm, khoái đi vào mấy cái khu này ăn uống lắm. Như cá viên chiên, rồi bánh tráng trộn, rồi trà sữa. Ở đây có một tiệm, một cái dãy bán bánh Kinh Đô, bánh Trung Thu Như Lan Kinh Đô này. Đây là những cái xe bán hàng rong đó anh chị. Bà con mình ngày hôm nay cũng ráng buôn bán dữ lắm. Đây, tiệm bánh Kinh Đô này, Như Lan, Động Khánh. Chất lượng cao, 50 năm, danh tiếng 50 năm Như Lan. Ngay trước công viên Lê Thị Riêng đây anh chị. Nghĩa trang Đô Thành đây. Bây giờ có bánh Trung Thu ăn rồi nha. Con đường này là con đường Trường Sơn. Khu này là một cái khu ăn chơi về đêm thuộc cư xá Bắc Hải nè anh chị. Cư xá Bắc Hải sát nghĩa trang Đô Thành. Ngày hôm nay khu này nó phát triển lắm. Bây giờ em chạy xuống cái khu này rồi em đi vô cư xá Bắc Hải nha. Trong cửa sáu Bắc Hải xem tối hôm nay nó có những cái hoạt động gì. Công viên Lê Thị Riêng ngày hôm nay ở phía trong đẹp quá. Công viên Thọ Trắng anh chị, nó có một cái khu vui chơi thọ trắng dành cho các bé và những cái trò chơi mạo hiểm ở trong này nữa. Nhộn nhịp lắm nha. Nó đèn đường thì chưa lên mà đèn quán là sáng trưng rồi đó anh chị thấy không. Các cái quán ở đây nhộn nhịp lắm. Ngày hôm nay các bạn trẻ thì thích đi về đây ăn uống. Rồi. Thôi đèn đỏ rồi mà sao ở đây tối thui vậy ha? Không có đèn đóm gì trơn trời. Tối quá rồi đèn đường không mở lên. À, ở đây là đèn. Ở đây xe máy được đi thẳng anh chị. Xe máy được đi thẳng. Rồi. Trước công viên đây. Trời ơi tối thui trời. Không thấy đường chạy. Chúng ta đi vào, chuẩn bị đi vào cái khu ăn chơi Bắc Hải đây anh chị. Hôm nay đưa anh chị đi hơi tối, nhưng mà
cũng có cơ hội cập nhật được một số cái hình ảnh ở khu vực Lê Văn Duyệt, Cách Mạng Tháng 8 này. Đó, hotel nha, chỗ đậu xe ô tô 24/24. À, khu nào mà ăn chơi nổi lên là khu đó có khách sạn. Khách sạn sung sướng từ A tới Z đây. Đây. Khu cư xá Bắc Hải đây anh chị, về đêm khách sạn nhiều không? Đâu, đi thẳng thẳng cái con đường Trường Sơn này cho anh chị xem nè. Vừa ăn uống mà vừa ngủ nghỉ nữa. Biết có nhà thương ở, nhà thương bệnh viện ở đây có luôn. Đó, khách sạn nè. Quá trời luôn. Mà đâu phải đơn giản đâu. Nhiều khu vào ban đêm á, ban ngày mình thấy nó im ắng, nó thanh bình, chứ ban đêm nó lại là một cái bộ mặt khác. Đó. Khách sạn thì người ta hay làm mấy cái đèn led xanh đỏ này anh chị. Trời. Đây, khu sung sướng thuộc cư xá Bắc Hải đây anh chị. À, quán cà phê. Quá trời quán cà phê mà trang trí màu sắc thấy ghê không? Đây, những cái quán cà phê Đà Lạt phố này. Rồi. Đó, bún bò. Rất là nhiều dịch vụ ăn uống vui chơi ở đây. Quán ăn quá trời luôn. Vô, 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 cuối tuần ăn nhậu. Ghê. Đó, ở đây anh chị thấy là một cái ngã tư mà có quán cà phê, rồi quán ăn uống, rồi Cycle K, quán mini, siêu thị mini. Đó, anh chị thấy không? Vô, vô đây toàn là nghe. Các bạn cũng ly không ha? Vô vô liên tục. Rồi. VIP nha, khách sạn VIP nha. Đó đó, chia sẻ một tí xíu cái hình ảnh khu Bắc Hải cho anh chị. Hồi nãy là đi ở ngoài rồi, ngoài cái khu kia rồi. Cách Mạng Tháng 8 Lê Văn Duyệt rồi, bây giờ đi vô khu Bắc Hải xem. Trời ơi, quán xá đã. Nhiều quán ghê không? Sushi. Sushi đó anh chị, quán đó là quán sushi đó. Rồi cà phê sát bên nữa. Ăn uống là ngon quá ha. Rồi câu lạc bộ pizza gì đây nè. Quá trời quán luôn nè. Quán mờ mờ tới tối không à. Đây, Napoli Coffee ha, câu lạc bộ bơi lội. À, đường này là đường, để em coi đường gì nè, không thấy đường luôn, tối quá. À, đường Đồng Nai nha anh chị. Đường Đồng Nai nha. Đây là con đường Bửu Long. Bửu Long. À, đường Bửu Long này giờ tối thui vậy trời. Thôi quay ra. Nó tối quá chạy cũng không thấy gì. À, đi con đường Đồng Nai đi, sáng hơn. À, nhiều quán ăn lắm. À, con đường này như ra cư xá Bắc Hải, à, ra Bắc Hải hay sao? À, đây con đường Bắc Hải. À, rồi con đường Bắc Hải đây nha anh chị. Ở đây có con đường Châu Thới nè. À. Có những cái con đường tối tối quá thì thôi em cắt bớt. Đấy, cũng đầy quán cà phê luôn, ăn uống hủ tiếu Sa Đéc. Đây là con đường Cửu Long. Tối tối vô đây mình mới thấy cái cuộc sống ban đêm ở cái khu vực này. Khu cư xá Bắc Hải đây anh chị. À, ngày hôm nay phát triển ghê gớm anh chị ha. Kinh doanh mua bán nhộn nhịp sầm uất. Ngày xưa thì là một cái nơi nghỉ dưỡng thôi. Đa số là của khu vực sĩ quan, quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đó. Bây giờ thì nó thành một cái khu kinh doanh mua bán nhộn nhịp.
đi lang thang chút xíu nữa. Quán ăn. Tối thì ở trong cái khu này những cái quán mà đông đông nhộn nhịp như vậy á thì sáng, còn những cái khu mà không có quán anh chị nó tối mà đi thấy sợ lắm, cũng nguy hiểm nữa, đi chắc nhiều lúc sẽ dễ bị cướp giật này nọ, cho nên là nhiều khi em cũng không có dám đi vào những cái khu tối tối đó. Đó. Tình hình rất là tình hình. Đường này là con đường Nguyễn Dạng Thanh. Nguyễn Dạng Thanh này á, anh chị đâm thẳng là đi ra khu vực Tô Hiến Thành nha anh chị. Tô Hiến Thành khu vực cũng rất là nhộn nhịp sầm uất của quận 10. Tiếp tục chúng ta lang thang trên con đường Nguyễn Dạng Thanh, Trường Sơn. Các cái quán nhậu. Nhiều quán nhậu chưa? Bên kia đường có một quán nhậu, quán rất là lớn luôn anh chị. Tiger Beer rồi. Vườn dê vàng. Quán sao biển gì đây này đó. Quán sao biển nhộn nhịp không nhộn nhịp, vắng, quán lớn nhưng mà chắc có lẽ khách bây giờ này chưa có nhiều đó, bây giờ mới có khoảng gần 7 giờ thôi anh chị, còn lại những cái khu này thì vắng quá. Ủa sao đây? Đây là nhà thờ Thánh Bường. Ngày hôm nay tháo dỡ rồi anh chị. Đây nè. Tháo dỡ rồi. Đâu để em chạy qua đường coi. Ở bên trong tháo dỡ rồi, còn cái cổng không à. Ở đây có một cái câu là anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Ủa, sao bên trong tháo hết rồi? Cô bác anh chị có nhớ về cái ngôi thánh đường này không? Em cũng không biết tại sao. Thôi cập nhật cho cô bác anh chị đi. Cái này là chúng ta đi ra khu đường Bắc Hải luôn anh chị. Khu cư xá Bắc Hải về đêm này. Ở đây là cái chung cư phía sau công viên Lê Thị Riêng đó. Rồi bây giờ em đã chạy thẳng ra khu cư xá Bắc Hải anh chị nha. Xin lỗi anh chị, con đường Bắc Hải. Tới tối đưa anh chị đi một chút xíu lang thang ở khu vực quận 10 trên con đường Cách Mạng Tháng 8 Lê Văn Duyệt, rồi đi vào khu cư xá Bắc Hải. Trời ơi, đây tối quá. Đầu đường thì có những cái quán ăn nè. Rồi sáng rồi, đây con đường Bắc Hải đây anh chị. Rồi con đường Bắc Hải về đêm cũng là một trong những con đường có cái quán ăn nhiều lắm. Rồi bà con mình cũng đi ăn uống ở đây nhộn nhịp lắm anh chị. Ngày hôm nay tình hình kinh tế buôn bán ế ẩm,
các nước trên thế giới thì cũng đang còn rất là rối ren, vaccine thì cũng chưa đâu vào đâu, tương lai sắp tới chưa biết như thế nào. Thôi cũng ráng cầu nguyện và chúc bình an đến cô bác anh chị và các bạn, đặc biệt là những cô bác anh chị ở các cái nước mà đang còn tình hình dịch bệnh nó đang còn phức tạp đó. Rồi, chúng ta đi thẳng hướng này thì ra khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 Lê Văn Duyệt. Bây giờ ra tới đó thì em sẽ quẹo bên tay phải nha, đi xuống hướng Tô Hiến Thành. Cập nhật từ nãy đến giờ thì cũng một đoạn clip khá dài rồi, đưa anh chị đi một chút xíu nữa lang thang phố phường vào ban đêm vậy thôi. Rồi chúng ta cũng chuẩn bị kết thúc các clip của mình ở đây. Đây. Rồi chúng ta đi xuống khu vực Tô Hiến Thành. Phía trước phía trước công viên Lê Thị Riêng, nghĩa trang đô thành đây anh chị. Rất là nhiều cái xe bán buôn ăn vặt ở đây anh chị nha, bán hàng rong ăn vặt ở đây. Còn có một số quán bán ốp lưng nữa thôi, không có nhiều, mất hết rồi. Đây, đó, bán buôn ăn vặt này. Bây giờ em sẽ không đưa anh chị đi con đường Lê Văn Duyệt nữa. Con đường này là ở đầu các clip thì anh chị đã đi rồi. Bây giờ em sẽ đi một cái con đường ở phía sau, song song với lại đường Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng 8. Hình như có tên là Hồ Bá Kiện thì phải anh chị. Đi phía sau rồi, đưa anh chị đâm thẳng ra con đường Tô Hiến Thành. Đó, nhạc sập sình. Đây nè, bên mé tay trái của em ở đây có một con đường có tên là đường Hồ Bá Kiện thì phải. Chia sẻ với anh chị một tí, ngày xưa ở bên tay trái ở đây nè là một cái siêu thị Auchan. Sau những cái năm tháng buôn bán kinh doanh ế ẩm thì bây giờ nó đóng cửa, nó chạm bằng ở đây rồi anh chị, nó rút luôn. Con đường Hồ Bá Kiện đây. Để em xem lại cái tên coi, nhiều khi em nhớ không chính xác. Con đường này cũng rất là nhộn nhịp lắm nha anh chị, nhộn nhịp về ban đêm. Ban ngày thì nó cũng bình thường thôi, ban đêm nhộn nhịp lắm. Đúng rồi, nó tên là Hồ Bá Kiện. Anh chị thấy là những cái khách sạn này, những cái quán ăn này, quá trời luôn, không ít đâu. Massage nè, có phòng, có thang máy rồi ha. Các quán cà phê. Đó, khu Bắc Hải đây. Đó, hớt tóc. Hớt tóc mà cũng làm những cái bạn rất là bắt mắt đó anh chị. Hớt tóc nam, hớt tóc nữ ở đây nhiều quá, tiệm nail. Đưa anh chị đi du lịch một vòng xung quanh Sài Gòn, một vòng Sài Gòn mình xung quanh những cái con đường khu vực quận 10 và về ban đêm anh chị nhiều lúc có những cái nhìn nó thú vị hơn. Ban ngày thì nó khác, nhưng mà ban đêm nó mang một cái diện mạo khác lắm anh chị. Đó. Trong những cái ngày mà tình hình kinh doanh buôn bán ế ẩm, lúc nào cũng thấy những cái căn nhà trả mặt bằng cho thuê, riết nó cũng chán anh chị. Cho nên là đưa anh chị đi du lịch thay đổi không khí một chút xíu. Thôi thì tình hình chung nó là như vậy. Hy vọng những cái thước phim này anh chị có dịp ôn lại những cái kỷ niệm nha, năm xưa trên những cái tuyến đường em đi qua, cũng như là anh chị có cái dịp cập nhật cái tình hình Sài Gòn mình.
Ngày hôm nay thì khẩu trang nó chỉ còn lại là một cái tùy vào ý thức của mọi người thôi, chứ em thấy là đa số là không mang khẩu trang cũng nhiều lắm. Đây là cái ngã ba con đường Tô Hiến Thành và con đường Hồ Bá Kiện. Và bây giờ em cũng sẽ quẹo bên tay phải để đi về. Và xin phép được kết thúc clip của mình ở trên dọc theo tuyến đường này. Một chút hình ảnh về Sài Gòn mình vào ban đêm chia sẻ đến quý cô bác anh chị và các bạn. Trước khi kết thúc clip thì cũng không quên kính chúc cô bác anh chị và các bạn thật là bình an. Và cảm ơn cô bác anh chị đã luôn luôn ủng hộ kênh Sài Gòn Hôm Nay. Và hy vọng là cô bác anh chị cũng share, like, subscribe, ủng hộ cho em để có thêm một xíu nào đó cái động lực anh chị ra thêm những các clip để gửi đến quý cô bác anh chị và các bạn, đặc biệt là những cô bác anh chị chưa thể về Sài Gòn. Dạ, và em một lần nữa xin phép được kết thúc clip của mình trên con đường Tô Hiến Thành hướng đi về con đường Sư Vận Hạnh và đi về trường đua Phú Thọ, đại lộ Nguyễn Văn Thoại năm xưa, ngày nay là Lý Thường Kiệt. Rồi, em xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các cái clip sau trên kênh của Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Và đây là những cái hình ảnh ăn uống trên con đường Tô Hiến Thành này, rất là nhiều quán ăn. Tính kết thúc các clip rồi anh chị, nhưng mà thấy ở đây nhộn nhịp quá, nói thêm mấy câu nữa chia sẻ với cô bác anh chị và các bạn. Rồi, phía trước còn con đường Tô Hiến Thành đã lắm, ăn uống nhộn nhịp lắm. Xin lỗi anh chị, đường Sư Vận Hạnh chứ không phải Tô Hiến Thành. Tô Hiến Thành là ở đây rồi. Dạ, rồi em xin phép được kết thúc anh chị nha. Và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở các clip sau. Bye bye.